Dù phải rất chật vật mới có thể hoàn thành chiến dịch vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, nhưng đội tuyển Argentina vẫn được đánh giá rất cao với hàng loạt những cái tên vô cùng đẳng cấp trong đội hình. Hãy cùng nhìn qua danh sách 23 cái tên sẽ đến Nga cùng với huấn luyện viên trưởng Pep Sampaoli. Mặc dù có tên trong danh sách đi Nga vào mùa hè này, nhưng ngôi sao của Manchester United, Sergio Romero, đã nói lời chia tay World Cup 2018 sau chấn thương đầu gối mà anh vừa phải nhận. Thay thế cho anh sẽ là thủ thành Nahuel Guzman. Guzman năm nay 32 tuổi, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Tiger UANL tại Mexico. Vị trí nơi khung gỗ được coi là mắt xích yếu nhất trong đội hình hùng mạnh của La Albiceleste trong nhiều năm nay. Hai thủ thành còn lại của Argentina là Willy Caballero của Chelsea và Franco Armani của River Plate sẽ có cơ hội được bắt chính. Nhưng rõ ràng, hai cái tên đó đều khiến người hâm mộ Albiceleste khó có thể an tâm. Trong hàng phòng ngự, cánh phải sẽ do Gabriel Mercado của Sevilla đảm nhiệm. Ngoài khả năng leo biên thuần thục, anh còn có thể chơi tròn vai ở vị trí trung vệ nhờ nền tảng thể lực và khả năng đoạt bóng tốt. Dự bị cho Mercado sẽ là Eduardo Salvio của Benfica. Ở phía cánh đối diện, Marcos Acuna của Sporting, Christian Osaldi của Torino hay Nicolas Tagliafico của Ajax Amsterdam hoàn toàn có thể luân phiên nhau thi đấu tùy thuộc vào đối thủ lẫn diễn biến thực tế trên sân. Tuy nhiên, đối với sức trẻ và bản thân là một hậu vệ trái thuần túy, Nicolas Tagliafico đang có đôi chút lợi thế so với hai người đồng đội. Trung tâm hàng thủ, bộ đôi chắc suất sẽ là Nicolas Otamendi của Man City và Federico Fazio của Roma. Cả hai đều sở hữu những kỹ năng phòng ngự tốt. Một mặt Otamendi đang tiến bộ vượt bậc dưới tay của Pep Guardiola, còn Federico Fazio thì cao đến 1m91. Chưa kể họ vừa cùng những câu lạc bộ chủ quản có một mùa giải hết sức thành công. Hàng thủ kể trên hứa hẹn sẽ mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ. Marcos Rojo dù không có được phong độ tốt, nhưng anh vẫn sẽ là một phương án backup hoàn hảo cho cả vị trí trung vệ lẫn hàng cánh. Sơ đồ mà Jorge Sampaoli sử dụng sẽ là 4-2-3-1. Do vậy, bộ đôi tiền vệ trung tâm khả năng chắc suất cao nhất đang là Lucas Biglia của AC Milan và Giovanni Lo Celso của PSG. Javier Mascherano đang thi đấu cho câu lạc bộ Hà Bắc Trung Cơ. Tuy đã lớn tuổi nhưng anh hoàn toàn vẫn có thể đảm nhận vai trò dự bị cho bộ đôi kể trên. Vị trí hữu công do Ever Banega của Sevilla quán xuyến hoặc có thể kéo Lionel Messi xuống đá tiền vệ tổ chức, giống như cái cách mà ngôi sao này thường xuyên thực hiện trong mùa áo Barcelona. Maximiliano Meza của Independiente và Manuel Lanzini, gương mặt trẻ đầy hứa hẹn của câu lạc bộ West Ham, sẽ là những cái tên giữ phòng ở vị trí này. Angel Di Maria của PSG chắc suất cánh trái, còn Lionel Messi hiển nhiên bao kèo phải lẫn trung lộ. Trong khi đó, Paulo Dybala của Juventus và Cristian Pavon của Boca Juniors sẽ là hai quân bài dự bị vô cùng chất lượng trong tay của Sampaoli. Vị trí trung phong cắm chính là vị trí gây nhiều ồn ào nhất khi vua phá lưới Serie A mùa 27-28 Mauricio Icardi của Inter không được triệu tập. Tuy vậy, Jorge Sampaoli lại đặt niềm tin vào Higuain của Juventus và Sergio Aguero của Man City. Rất khó có thể đoán trước số 9 nào sẽ được đá chính bởi mỗi người đều có một ưu điểm và thích ứng với lối chơi riêng. Gonzalo Higuain sở hữu điểm mạnh là kỹ thuật xử lý trong vòng vây hậu vệ đối phương tốt, còn Kun Aguero này đã lột xác dưới bàn tay của Pep. Nhiều khả năng sẽ được sử dụng mỗi khi Messi không dâng cao tấn công. Sau 3 lần liên tiếp thất bại ở những trận chung kết lớn, đội tuyển Argentina của Messi tham dự World Cup 2018 với quyết tâm cao là mang về cho tổ quốc danh hiệu thế giới lần thứ 3 kể từ lần cuối cùng vào năm 1986. Hãy cùng theo những bước chân của La Albiceleste chinh phục đỉnh cao ở giải đấu năm nay.